Một con bít thật chiêu đưa vịt về với bản chất. Mr. Vịt Keep a Brew rap theo kiểu đơn giản nhất. Trời ơi các bạn ơi, hôm nay nha các bạn, mình yêu đời quá luôn các bạn ạ. Biết sao không, tính ra nha, mấy hôm nay mình làm cái series các bạn về top 10 sự thật của Hero Team, bộ bà bá đạo hay là Zero Official, được quá trời đất các bạn ủng hộ luôn các bạn. Tính ra nè, hôm lọ mình lỡ miệng mình gáy trên video, mình nói rằng là thích các bạn để lại cho mình 20k like. Bụng mình nghĩ rằng là chắc quá gì các bạn đã like được nổi 20k like. Bởi vì thực ra không phải là mình không thích được các bạn like đâu các bạn ạ, mà là một lần mình làm một cái video top 10 ấy, các bạn biết không, mình thường phải mất từ 4 cho đến 8 tiếng mình mới xong được một video là có thật các bạn ạ. Bởi vì làm một cái video rất là cực khổ, nên là mình cũng cố tình để ra 20k like để cho các bạn like ít thôi, xong mình còn được nghỉ ngơi 1-2 ngày mình làm một video. Đấy, nhưng mà không ngờ hôm qua mình lỡ gáy cái, hôm nay video ấy lên tận gần 13-30k like luôn rồi. Giờ tôi không làm các bạn thì tôi thành kẻ thất hứa. Nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm tiếp tục video top 10 sự thật về mèo Simmy, đúng như lời hứa mà mình đã hứa với các bạn trong video trước nha. Và ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với cả series top 10 cùng với Mr. Vịt nha. Nếu bạn là fan của Mr. Vịt và là người yêu thích cái series này thì nhớ để cho mình một like, một subscribe, cũng như là ấn vào cái nút đăng ký thật là mạnh nha. Và nhớ đừng quên, sau khi ấn đăng ký thì nhớ ấn vào cái chuông và chọn mục tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một video mỗi khi mình ra mắt nha. Còn bây giờ mình sẽ đặt ra một cái thử thách mới cho các bạn, đó là thử thách 25.000 lượt like. Mình sẽ làm cho các bạn xem một cái video top 10 bí mật về Phong Cận TV nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với top 10 của Simmy có gì đặc biệt nha. Let's go. Ok, và chúng ta cùng đến với điều đầu tiên nhé. Thông tin cá nhân của mèo Simmy là gì? Mình tin chắc rằng các bạn nào là fan chân chính của mèo Simmy thì sẽ biết rất nhiều thông tin cá nhân về bạn này. Nhưng mà cứ thử nghe Mr. Vịt kể một lần về cô gái này, xem liệu rằng những gì bạn biết có đúng với sự thật về Simmy không nhé. Mèo Simmy có tên thật là Trương Thị Trúc Đào, là một cô bé được sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, thành phố nổi tiếng với cố đô Huế và những phong tục tập quán đậm chất của người Việt cổ, thậm chí còn có một phần sang chảnh bởi vì đất Huế được coi là đất con rồng cháu tiên mà. Simmy sinh nhật vào ngày 4 tháng 3 năm 2001. Tính ra thì năm nay cũng là một cô gái 18-19 tuổi rồi các bạn ạ. Nhưng tính tình thì cứ như con nít ấy. Và thực sự là Simmy có rất nhiều điểm xấu và cũng có những điểm tốt nữa. Để biết được những điểm xấu, điểm tốt đấy là gì thì nhớ xem hết video này nhá. Đến với sự thật thú vị thứ hai, gia đình của mèo Simmy như thế nào? À, mình chắc rằng nhiều bạn sẽ rất là tò mò đây, bởi vì Simmy rất ít khi nhắc về gia đình mình hoặc là chia sẻ cho bạn fan biết rằng gia đình mình như thế nào, đúng không? Nhưng mà mạnh dạn hôm nay Mr. Vịt đẹp Prime xin bóc phốt mèo Simmy trên video này để cho các bạn biết rằng gia đình của Simmy thực sự là như thế nào nhé. Gia đình Simmy có 5 người các bạn ạ, bao gồm ba mẹ Simmy, Simmy và Sammy là hai chị em sinh đôi, và bên dưới Simmy còn có một cậu em nữa. Cậu em này thì rất ít khi xuất hiện trên các video của Simmy hay được nhắc tới, nhưng không phải là không có video nào quay về cậu em này đâu nhé các bạn. Cậu em duy nhất trong nhà mà, kiểu gì chả được cưng chiều. Và sau đây các bạn hãy cùng xem qua một cái video về cậu em này, xem cậu nghịch như nào nhé. Đây đây đây, à, đây nói chung là chị có một đây đây, chị có một sản phẩm cho chị cảm nhận đâu, không quay mặt đâu, che mặt lại. Cảm nhận của em như thế nào khi cái gối này? Che mặt của che thằng này. Không lấy ai con che rồi, cảm nhận. Rất là mềm. Đẹp không? Đến với sự thật thứ ba thì mình muốn làm rõ hơn một chút về gia đình của Simmy. Bởi vì đối với những bạn nào mà không biết về Simmy á, thì các bạn sẽ không thể nào biết được gia đình Simmy từng rất nghèo khó các bạn ạ. Rất nghèo khó. Khi mà Simmy và Sammy còn nhỏ, lúc đấy còn chưa có cậu em của mèo Simmy cơ, thì khi ấy ba mẹ của Simmy rất là nghèo khó. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn khiến cho cô chú luôn luôn phải cố gắng, phải cố gắng rất nhiều để có thể nuôi được hai chị em đến khi trưởng thành. Và sau tất cả, sự cố gắng ấy đã được đền đáp. Hiện tại, gia đình Simmy và Sammy đang có một quán nước, đúng hơn là quán cà phê, được mở bán ở trên một mặt tiền của một con đường tại Huế. Có lẽ gia đình làm ăn cũng khá là ổn, nên là hiện tại cuộc sống của mèo Simmy và Sammy đã không còn nghèo khó như trước. Nhưng chính bởi vì cuộc sống nghèo khó ấy đã khiến cho ba mẹ Simmy rất là yêu thương con của mình và không muốn cho con cái của mình chịu khổ thêm bất cứ điều gì, nên hai cô công chúa này hết mực được ba mẹ cưng chiều. Chỉ cần nhìn cái style ăn mặc hay cách ăn nói, các bạn cũng biết rằng là Simmy khá là tiểu thư, đúng không bạn? Ai trời ơi, đúng là nhà có hai cô công chúa mà. Đến với sự thật thứ tư, Simmy bắt đầu YouTube không phải từ Mini World. Đúng là vậy, nếu như bạn là một fan chân chính của Hero Team hoặc là một fan chân chính của mèo Simmy thì các bạn biết Simmy đã bắt đầu YouTube với Minecraft chứ không phải là Mini World. Simmy sở hữu một loạt những video về Minecraft roleplay cực đỉnh cao các bạn, và thật sự rất nhiều cảm xúc trong đấy, có lúc buồn này, có lúc vui, và thậm chí những bạn fan chân chính của mèo Simmy cũng không thể nào quên được những khoảnh khắc kinh dị về cô Simmy Yandere, đúng không nào? Nhưng dù có là nội dung gì,
Mình nghĩ rằng Simmy thực sự có một cái sức hút nhất định với những bạn là khán giả của YouTube. Qua cái số lượng lượt view đã chứng tỏ một điều rõ ràng rằng Simmy là một YouTuber rất có tiềm năng và thực sự là một đỉnh cao trong roleplay. Quay video Minecraft thì ai cũng có thể quay, nhưng quay video Minecraft roleplay có thể diễn như thật thì thực sự là một điều không phải ai cũng làm được. Nếu như Siro đam mê hết mình với rap thì mèo Simmy lại đam mê rực cháy với cả sống ảo các bạn ạ. Nếu như các bạn thắc mắc vì sao chụp hình sống ảo mà lại là một đam mê á, thì mình có thể giải thích cho bạn ngay đây. Bình thường các bạn chụp ảnh bằng cách chỉ cần trang điểm thật là đẹp này, hay mặc bộ quần áo xịn sò, hoặc đơn giản là chúng ta vô tình đi ăn, đi chơi ở đâu đấy, chúng ta muốn ghi lại những khoảnh khắc mình đẹp nhất thì chúng ta mới chụp ảnh tự sướng sống ảo đăng lên Facebook đúng không nào? Nhưng không, mỗi khi mèo Simmy muốn chụp ảnh đăng lên Facebook thì cô nàng này sẽ chủ động đi make up, trang điểm, lồng lộn lên để có thể có những bức ảnh đẹp nhất, cute nhất để đăng lên Facebook sống ảo các bạn ạ. Và sau đó lại đi tẩy trang và thay quần áo mà chả cần phải đi chơi đâu cả. Hay thậm chí gần đây, Simmy đã tung lên Facebook một bộ ảnh cực kỳ lung linh, tráng lệ các bạn ạ. Thay hẳn quần áo đẹp, trang điểm xịn, thậm chí thuê hẳn một người chụp ảnh xịn sò để về sống ảo để đăng lên Facebook. Thì mình và các bạn phải công nhận rằng là đây là một cái tầm cao mới của sự đam mê sống ảo. Cùng đến với sự thật thú vị thứ 6, những thói quen xấu của Simmy là gì? Nếu mà để nói về thói xấu thì thực sự là ai cũng có thói xấu thôi. Siro cũng đầy rẫy thói xấu ra, các bạn xem rồi chắc các bạn biết đúng không? Nhưng Simmy thì có những cái thói xấu mà mình nghĩ rằng là một cái điểm trừ rất lớn, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cả cuộc sống thường ngày nữa. Thói xấu đầu tiên mà mình phải bóc phốt Simmy ở đây đấy chính là thói xấu hay quên. Simmy rất là hay quên nha, quên nhiều đến cái mức mà người ta gọi là não cá vàng luôn á. Vừa nói trước nhưng lại có thể quên ngay sau đó chỉ trong vòng một tích tắc. Nếu như bình thường mình dặn dò các công việc với thành viên Hero Team chỉ mất một lần, hai lần hay cùng lắm là ba lần ấy, thì đối với Simmy mình phải nhắc n lần. Đôi khi mình cần nhờ Simmy việc gì đó hoặc cần nhắc Simmy việc gì đó, mình phải tóm ngay Simmy vào bảo em ngồi đây làm ngay và luôn, chứ không thể để ngày mai hay ngày kia làm được, bởi vì chỉ cần 10 phút thôi là công việc mình vừa dặn Simmy đã bay màu mất rồi. Tật xấu thứ hai đấy chính là tật xấu nhút nhát. Simmy thực sự rất là nhút nhát, không dám phản kháng lại trước bất kỳ một cuộc tấn công nào về mình. Ví dụ như người ta nói xấu, ví dụ như người ta châm chọc, hoặc ví dụ như người ta muốn làm hại mình, Simmy cũng đều trong tình trạng bất động cả. Nên đó cũng là lý do vì sao mà những người anh trong Hero Team luôn luôn phải vất vả với cô bé này là như vậy đấy các bạn ạ. Hài khổ lắm chứ bộ. Đến với cả bí mật thứ 7, khi mà chúng ta nhắc đến những thói quen xấu rồi thì tất nhiên cũng phải có những thói quen tốt chứ, nói đi cũng phải nói lại phải không các bạn? Simmy có rất là nhiều những thói quen tốt, bao gồm đầu tiên là một cái tính thật thà, hỏi gì nói đó và dường như là một người không biết nói dối. Cái sự thật thà đấy có thể cảm nhận qua giọng nói, cảm nhận qua cách diễn hay cảm nhận cả qua cách sống nữa. Một người nhút nhát thì cũng khó để mà có thể trở thành một người hay nói dối phải không nào? Tính tốt thứ hai của Simmy đó chính là sự chăm chỉ. Simmy là một người chăm chỉ khủng khiếp trong Hero Team và có thể coi là chăm chỉ bậc nhất. Nếu như hôm nay các bạn coi video của mèo Simmy thì tức là video đó đã được làm vào ngày hôm qua, hôm kia, thậm chí là cách đây tận một tuần các bạn ạ. Bởi vì cái tính chăm chỉ quay video đấy nên có rất nhiều video dự trữ. Hầu như tất cả các thành viên trong Hero Team mỗi khi đến cuộc offline đi chơi là sẽ phải cong người lên để có thể hoàn thành được những cái clip dự phòng cho bạn coi trong những ngày mà chúng mình vắng mặt. Thì riêng Simmy lúc nào cũng thảnh thơi, bởi vì Simmy đã chuẩn bị hết những video clip đấy rồi, ngồi đến tận 2, 3, 4 giờ sáng để làm clip dự phòng thì làm sao mà không rảnh tay được chứ. Đến với sự thật thú vị tiếp theo thì mình tin chắc rằng là khá nhiều bạn biết điều này. Simmy là một người có sức hút khủng khiếp ở trên TikTok. Tài khoản TikTok của mèo Simmy hiện tại đã đạt đến con số 527.000 người theo dõi các bạn ạ. Một con số kinh khủng khiếp với hơn 4,5 triệu lượt thích. Wow, bạn có chơi TikTok không? Và bạn liệu có từng muốn mơ ước được rằng mình sẽ có nhiều người theo dõi hay có nhiều người thích video của mình tới vậy không? Hãy để lại comment nếu như bạn đã từng xem video TikTok của mèo Simmy nha. Và nếu như bạn chưa xem video TikTok của Simmy lần nào á, thì mình sẽ cho bạn xem ngay bây giờ. Sự thật thú vị thứ 9, vì sao Simmy luôn được Mr. Việt để ý? Mình đã cố tình cho điều này vào trong mục top 10 của mèo Simmy bởi vì mình tin chắc rằng các bạn sẽ thường thấy mình hay xuất hiện trong những vấn đề của Simmy gặp phải trong cuộc sống đúng không nào? Bởi vì thực ra với Mr. Việt, mèo Simmy chính là một người bạn, một người đồng nghiệp, một người em gái và còn là một người ân nhân nữa. Mình nhớ cách đây hơn 1 năm, tại thời điểm mình mới làm YouTube chưa được nhiều người biết tới thì chính mèo Simmy là người đã có công lớn nhất trong quá trình hình thành và phát triển kênh channel của Mr. Việt. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị. Đó là trong một lần mà Mr. Việt quá khó khăn trong vấn đề phát triển kênh, mình đã nói chuyện riêng với Simmy rằng là liệu thời gian này em có thể giúp anh được hay không? Bởi vì thực sự trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, anh rất là muốn được có thể làm tốt hơn bây giờ. Nhưng với sức lực hiện tại thì việc để có thể làm tốt hơn là một điều quá khó khăn.
Ngay sau buổi nói chuyện riêng đấy của mình với mèo Simmy thì Simmy đã giúp mình rất nhiều trong quá trình phát triển YouTube, bao gồm cả việc quay cùng mình, giới thiệu kênh mình và thậm chí cho mình mượn cả content. Nếu các bạn không tin điều này thì mình sẽ cho bạn xem hai video của mình và Simmy làm giống hệt nhau. Video áo giáp của băng chính là video mà mình đã mượn content của mèo Simmy. Và thực tế hiện tại, video áo giáp của lửa mèo Simmy đạt được hơn 800.000 lượt xem, còn video áo giáp của băng Mr. Vịt thì đã đạt tới hơn 900.000 lượt xem. Bởi vậy từ đó, vô hình chung mèo Simmy đã trở thành một ân nhân của mình, nên mình luôn muốn theo sát Simmy trên từng bước đường phát triển YouTube để có thể hỗ trợ, giúp đỡ, và đó cũng coi như là một hành động trả ơn, bởi vì không phải ai cũng giúp mình trong lúc khó khăn. Và sự thật cuối cùng, vị trí của Simmy ở đâu trong Hero Team? Nếu tính về số lượng subscribe, hiện tại mèo Simmy đang là người có số lượng subscribe lớn nhất, top 1 ở trong Hero Team, với hơn 1 triệu người theo dõi trên YouTube. Công việc là vậy, nhưng còn vấn đề về tình cảm thì sao? Simmy thực tế không chỉ top 1 ở phần công việc, mà còn top 1 cả ở phần tình cảm nữa. Riêng cái việc mèo Simmy là người đầu tiên trong Hero Team có gối ôm á, thì đã chứng tỏ rõ một điều cho các bạn thấy Simmy được cưng chiều như thế nào, đúng không nào? Trong công việc của mèo Simmy cũng như cách hoạt động của Hero Team, Simmy luôn luôn là người được ưu tiên. Nhưng đồng nghĩa với việc ưu tiên đấy thì mèo Simmy cũng phải gánh vác rất nhiều trọng trách của Hero Team, là lá cờ đầu, là một trong những trụ cột cứng nhất của Hero Team. Với bản chất hiền lành, thật thà, nhút nhát, chăm chỉ và là một YouTuber chủ lực của Hero Team thì mình nghĩ rằng vị trí số 1 của Hero Team dành cho Simmy là điều xứng đáng, phải không các bạn? Các bạn ơi, và bọn mình đã hoàn thành xong cái video rồi. Các bạn xem xong video, các bạn thấy rằng các bạn hiểu biết về Simmy được mấy điều trong 10 điều trên? 1 trên 10, 5 trên 10, hay 10 trên 10? Hãy để lại comment của bạn xuống bên dưới để mình xem bạn có phải là fan chân chính của Hero Team và của mèo Simmy không nhá. Và đừng quên cái kèo 25k like, chúng ta sẽ có ngay một video top 10 về Phong Cận TV nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.